Những cái nội dung thập cẩm không bao giờ lên được. Có rất nhiều các tin nhắn bình luận gửi về cho Nguyễn Thanh Tùng nhờ khám kênh hộ và định hướng. Tuy nhiên rằng là cái số đông các bạn, những cái kênh các bạn gửi về thì mình xem rằng là nó có những cái lỗi cơ bản sau đây. Mà nếu như các bạn gặp phải những lỗi như này thì các bạn có thể xem ngay lời khuyên ở trong video này các bạn nhé. Thứ nhất đó là những cái video mà các bạn đang bị vi phạm chính sách cộng đồng. Để tốt nhất thì các bạn cần phải hiểu về chính sách cộng đồng của TikTok. Mình đã làm những cái video chia sẻ về những cái điều cấm kỵ, những cái điều nên và không nên làm với cái nền tảng mà khi mà chúng ta đăng lên trên TikTok. Đó là cái điều các bạn tôn chỉ đầu tiên là khi mà muốn làm cái gì cần phải hiểu luật trước. Vì luật ở đây là gì? Luật TikTok các bạn nhá. Rồi thứ hai, những cái nội dung ví dụ như các bạn đăng cái kênh mà nó có nhiều các cái chủ đề khác nhau, nội dung tạp nham, thập cẩm rồi vừa giải trí vừa biến hình nhảy nhót hát ca, những cái nội dung như thế là tốt nhất là các bạn không cần phải gửi khám đâu. Bạn bỏ cái kênh ấy đi và xây lại từ đầu. Những cái nội dung thập cẩm không bao giờ lên được, hoặc các bạn cứ để tiếp tục để đó và vui vui thì đăng vào đó giải trí, hoặc là lưu lại những cái video hàng ngày của mình để làm kỷ niệm các bạn nhé. Rồi và tiếp theo cái chủ đề của các bạn, nó kể cả các bạn đã đi đúng hướng là một chuyên gia, các bạn xây kênh rồi thì các bạn vướng vào một cái đó là cái sự đủ đều các bạn là không được cái sự liên tục. Khi thì các bạn 2-3 ngày các bạn đăng một lần, hay là có những người thì 5-7 ngày mới làm video một lần. Và video thì các bạn cũng rất là khô khan và nó không mang cái giá trị nhất định gì đến cho cộng đồng của các bạn. Đó. Rồi chưa kể đến những cái kỹ thuật về quay, những cái kỹ thuật về biên tập video thì chưa thực sự là các bạn đã hiểu về lĩnh vực này, thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Nguyễn Thanh Tùng để các bạn tìm hiểu những kỹ thuật quay và những cái kỹ thuật biên tập để cải thiện cái vấn đề về video cho các bạn nhé. Rồi và cuối cùng một tình trạng chung nữa là cái nội dung của các bạn nó chưa có cái tính sáng tạo. Các bạn dập khuôn với những cái dạng nội dung là cũng mang đến kiến thức đấy, cũng mang đến cái kinh nghiệm và mang đến những cái bài học đến cho khán giả mục tiêu. Đây là những cái bạn mà đã hiểu về những cái kênh chuyên gia, những cái chủ đề để các bạn có thể xây kênh rồi. Nhưng tuy nhiên các bạn cần phải gia tăng lên tính sáng tạo của mình. Những cái kiến thức của các bạn trong cái lĩnh vực của các bạn thì có thể hàng trăm hàng ngàn kênh ở ngoài kia họ đã làm hết rồi, họ đã chia sẻ những cái mẹo, những cái tip hết rồi. Hoặc là bạn tìm những cái kiến thức nó mới lạ, những cái phát minh, những cái sáng tạo mới ở trong cái lĩnh vực của các bạn, bạn chia sẻ ra. Hoặc là bạn sẽ cần phải đưa cái màu sắc, cái cá tính, cái con người thật của các bạn, bạn móc nối nó vào với cái nội dung kiến thức đấy, hoặc là những cái tài năng, những cái đam mê khác của các bạn, để kênh của các bạn vẫn là một cái giá trị kiến thức có thể nhiều người đã xem ở đâu đó rồi, nhưng ở trên cái nội dung kênh của các bạn nó có màu sắc riêng, nó có cá tính riêng, con người của các bạn. Đấy là cách để các bạn, những cái chuyên gia mà bạn đang làm mà kênh không lên, bạn có thể dễ dàng tạo cái dấu ấn, thương hiệu cá nhân để người khác nhớ về các bạn. Rồi và trên đây là những lỗi cơ bản mà mình vừa tổng hợp, và nếu như bạn đang có những cái lỗi tương tự như trên thì bạn không cần phải gửi cái video hay gửi kênh để cho mình khám đâu. Bạn tự bắt bệnh cho mình và tự có hướng xử lý, hướng giải quyết như mình vừa đưa ra lời khuyên các bạn nhé. Và mình vẫn cứ liên tục nhận những cái câu hỏi, những cái link kênh mà các bạn đã và đang đi đúng hướng rồi, là những kênh trao giá trị kiến thức để mang những giá trị bài học này, những mẹo vặt, rồi những cái tip này chẳng hạn, hoặc là những cái video mà các bạn truyền cảm hứng, truyền thông điệp, mang đến những cảm xúc tích cực mà đến giờ này kênh không lên, thì mình rất vui được có thể định hướng cho các bạn với những cái tip riêng hay với những cái chiến lược, để hy vọng các bạn sẽ thêm được những cái lời khuyên để các bạn phát triển kênh cho mình nhá. Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.